Giới thiệu với mọi người, đây là những cặp mà Brassican mình đang nuôi. Hiện tại thì cặp này đang xoáy tổ này. Rồi ổ này thì mới nở. Đó, em mái. Cặp này thì cũng đang xoáy tổ, đang đẻ. Xoáy cặp double này thì mái chưa chịu trống, đánh nhau suốt này. Còn single này thì cũng đang đang ấp mấy trứng, nhưng mà mình nghịch quá nên cũng bể cổ ở trời này. Rồi, single trong double cũng chưa thấy gì. Cặp này thì trống bình thường, mái bình thường. Mái 2018 cũng xoáy tổ nhưng mà trước giả quá chưa đẻ. Rồi, cái này là mái Battelle Pro với cả chống double lốt, chống tơ quá, mái cũng trướng khí, đánh chống suốt. Chống khác nên mình ghép lại với con chống tơ này.